như chúng ta đã biết hơn bao giờ hết, tinh thần bất khuất trước sự xâm lược của giặc tàu phương Bắc một lần nữa đã sống dậy trong lòng của dân tộc, đồng thời gợi lại hình ảnh của hai vị nữ anh hùng dân tộc mà chúng ta thường gọi Hai Bà Trưng. Sau đây nghệ sĩ Thu Nguyệt sẽ thể hiện một phần nào hình ảnh của vị nữ anh hùng dân tộc trong khoảnh khắc riêng tư của bà với nỗi niềm tâm sự và nỗi ưu tư của vận mệnh non sông và dân tộc qua bài Tâm Sự Trưng Nữ Vương. Xin quý vị một tràng pháo tay để tiếp đón nữ nghệ sĩ Thu Nguyệt. Oh,
tay nồng nhiệt của tất cả quý khách. Sự hiện diện của tất cả quý vị đêm nay là niềm cổ vũ lớn lao cho nhóm cổ nhạc trong tinh thần giữ gìn và truyền thừa nền cổ truyền của dân tộc. Và Thu Nguyệt cũng xin kính chúc tất cả quý khách cùng thân quý luôn dồi dào sức khỏe, an bình và hạnh phúc.